Xuân Hồng xin chào tất cả quý vị đang xem show Lửa Hồng. Hôm nay Xuân Hồng lại gặp gỡ quý vị nữa rồi. Mỗi lần gặp quý vị như thế này là có một món ăn mới và món ăn rất ngon miệng, đậm đà hương vị quê hương đúng không ạ? Xuân Hồng biết mà, có nhiều cái món ăn mà quý vị đã từng làm nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà bẵng đi một thời gian mình bận rộn mình chưa làm tới, mình quên mất tiêu. Thì quý vị coi show Lửa Hồng như một sự gợi ý một cái món ăn nào đó lâu ngày mình chưa làm, để cho cái bữa cơm trong gia đình mình nó thịnh soạn hơn, nó ngon miệng hơn. Hoặc là một cái món bánh nào đó Xuân Hồng gợi ý cho quý vị nhớ, sực nhớ ra à, cái món bánh này tôi làm rồi mà giờ lâu quá tôi không có làm. Hôm nay tôi coi show Lửa Hồng tôi nhớ nè, cái mình xuống bếp mình làm theo cách của quý vị, theo cách của bạn bè hay theo cách của Xuân Hồng cũng được hết nha. Hãy coi show Lửa Hồng là một sự gợi ý để cho quý vị có những cái món ăn đậm đà hương vị quê hương hơn. Và hôm nay một món ăn lại làm cho quý vị nhớ đến quê nhà, đó là món bánh dày. Xin mời quý vị vào bếp. Cái món bánh dày này nó khác món bánh dày đậu mà Xuân Hồng vừa share với quý vị trên show Lửa Hồng. Cái món dày đậu, bánh dày đậu đó thì chúng ta cái nhân là đậu xanh, và mình luộc xong rồi mình để cho ráo, mình lại lăn qua đậu xanh, gọi là bánh dày đậu. Đậu xanh ở bên ngoài, để đậu xanh ở phía trong nhân nữa, và ăn có vị ngọt ngọt, có thơm mùi hành lá rất là ngon. Còn bánh dày tức không có chữ đậu trong đó, tất nhiên là không có đậu xanh, chỉ là bánh dày mà thôi. Và khi mà quý vị dùng, chúng ta kẹp với chả lụa mình thưởng thức. Và nếu như Xuân Hồng không có lầm thì cái món bánh dày này xuất phát từ miền Bắc, tức là các mẹ miền Bắc thích ăn lắm. Tại vì ba mẹ Xuân Hồng thích cái món bánh dày này. Rồi Xuân Hồng nhớ ngày xưa ở Việt Nam đó, Xuân Hồng nhớ những cái cô mà bán bánh dày có một cái thúng để ngay sau xe đạp chạy vòng rao lên là bánh dày. Rồi khi ai ăn nó kẹp miếng chả vào, rắc chút xíu muối tiêu vào, ngon tuyệt vời. Hôm nay mình làm nha quý vị nha, rất là dễ làm. Chả lụa thì mình đi mua về cho tiện, nhưng mà mình chỉ làm cái bánh dày về, mình mua chả lụa rồi mình kẹp ăn. Thì vật liệu hôm nay để làm món bánh dày là một gói bột nếp. Một gói bột nếp có trọng lượng là 1 pound. 1 pound có trọng lượng là 16 ounce nha. Tại vì để Xuân Hồng coi. Đúng rồi quý vị, 1 pound bột nếp hay là 16 ounce bột nếp, một gói như thế này đây. Tại vì bây giờ Xuân Hồng phải nói kỹ chút xíu về cái vật liệu hay là về cái cân nặng như thế này. Là tại vì chị Kim TD Mason bỏ những cái video của Xuân Hồng lên YouTube, thì các bạn ở nước khác lại xem rồi lại thấy Xuân Hồng dùng những cái đơn vị đo lường nấu ăn ở trong nước Mỹ, lại không hiểu cái đó là bao nhiêu gram, bao nhiêu ounce, bao nhiêu ml. Thì quý vị cứ lên internet, quý vị search, quý vị gửi ra nha, nó rất là dễ. Ví dụ như quý vị lên internet, quý vị đề là ví dụ như là 1 pound là bao nhiêu gram, hay là 1 pound 16 ounce là bao nhiêu pound, ví dụ vậy nha. Thì Xuân Hồng nhắc lại cái gói bột nếp này có trọng lượng là 1 pound, tức là 16 ounce bột nếp. Xuân Hồng cho vào đây. Rồi. Bây giờ Xuân Hồng cho thêm một chút xíu bột gạo vào. Tại vì không có bột gạo thì cái bánh dày của mình không có đứng. Nhưng mà Xuân Hồng cho ít thôi. Xuân Hồng cho nửa muỗng canh bột gạo thôi nha. Chút xíu xíu bột gạo cho nó giòn giòn chút thôi. Rồi. Tiếp đến thì Xuân Hồng cho nửa muỗng cà phê muối. Tại vì mình cho cái bánh dày mình đậm đà chút xíu, nó lạc lẽo lắm, mặc dù mình ăn với lại chả lụa. Rồi, Xuân Hồng cho nửa muỗng cà phê bột nêm gà, chicken powder, để cho cái bánh dày của mình á nó đậm đà, nó ngon ngon chút xíu nha. Tại vì cái này là bánh dày ăn với chả lụa, Xuân Hồng biết chả lụa là nó có gia vị rồi, nhưng mà mình cần có chút xíu gia vị cho cái bánh, nhưng nó lạc lẽo lắm. Tại vì Xuân Hồng có lần mua bánh dày về ăn thử, với lại bánh dày người ta lạc lẽo quá. Xuân Hồng cho vào đây là 2 muỗng dầu ăn. Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa quý vị, cái vật liệu làm bánh dày ngày hôm nay của Xuân Hồng là 16 ounce bột nếp, tức là 1 pound bột nếp, một bịch bột nếp trọng lượng là 1 pound. Rồi Xuân Hồng cho vào trong này là 2 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nêm, chicken powder, và nửa muỗng canh bột gạo, tức là 1 pound bột nếp và nửa muỗng canh bột gạo để cho bột nó đứng chút xíu. Rồi, bây giờ đến phiên cái phần nước. Cái phần nước bao nhiêu đây? Xuân Hồng dùng là 1 cộng 3/4 cấp nước lạnh. Đây là 1 cấp nha quý vị nha, 1 cấp nước lạnh nè. Xuân Hồng đông vào nè, thêm 3/4 nữa, 1/4, 2/4, 3/4, 1 cộng 3/4 cấp nước lạnh.
Xuân Hồng cho vào microwave 1 phút rưỡi, 1 phút cũng được nữa, miễn sao cái nước này nó ấm ấm lên thì Xuân Hồng nhồi bột cho nó ngon nha. Xuân Hồng cho tất cả cái số nước mà mình cho vào microwave cho ấm ấm chút xíu cho vào trong đây. Rồi, mình đi nhồi nha quý vị nha. Nhồi chút xíu để cho cái bột nó quyện vào với nhau, mình nhồi bằng tay lại. Xong đó thì bột của mình nó ra một khối như thế này nè quý vị, dẻo mềm như thế này đây, nhưng mà quý vị đem ra quý vị cũng phải dồn bằng tay chút xíu nha, để cho bột mình nó hòa quyện vào với nhau nó đều hơn. Máy chỉ giúp mình một phần thôi, 2/3 đoạn đường thôi, còn lại thì mình phải dồn bằng tay chút xíu như thế này. Rồi sau khi quý vị dồn bằng tay chút xíu cho cái bột nó hòa quyện vào với nhau rồi, chúng ta bắt đầu là bắt bánh để đem đi luộc. Thì có hai cách, nếu quý vị thích thì quý vị có thể là hấp cũng được nha, hấp bánh bằng cái sợi cũng được. Nhưng mà cách mà dễ nhất và tiện nhất đó là chúng ta bắt bánh và đem đi luộc trong cái nồi nước sôi với chút xíu dầu ăn trong đó. Là sao? Mình luộc bánh cho bánh nổi lên, chờ bánh chút xíu chín thì quý vị vớt bánh ra cái rổ bằng nhựa hay là bằng tre như Xuân Hồng cũng được, để cho ráo nước. Khi mà bánh đã ráo nước chút xíu rồi đó, quý vị cắt những cái lá chuối. Cắt lá chuối hình tròn tròn như thế này. Nhưng mà trước khi quý vị cho bánh vào, quý vị phải chét dầu lên đây nha, chứ không bị dính, Xuân Hồng bị rồi. Cái bằng sớm sát lắm, nó không có dầu chắc cũng không sao. Nhưng mà cuối cùng là phải chét dầu lên đây, rồi quý vị mới để cái bánh dày mà mình đã ráo nước lên trên này thôi nha. Rồi kẹp chả vào, cắt một miếng chả lụa kẹp vào, rồi lấy thêm một cái bánh dày khác cũng ập lên trên này. Cầm như vậy mà mình cắn một miếng ngập răng luôn. Cái bằng hai bên rồi là hai miếng bánh dày, còn ở giữa là cái miếng chả lụa ngon đến như thế. Mà không biết làm sao, quý vị nhìn đơn giản vậy thôi, nhưng mà ăn nó together với nhau nó ngon lắm. Nếu quý vị thích ăn bằng mặn chút xíu thì rắc chút xíu muối thiệt chanh, nhưng mà Xuân Hồng nêm chút xíu muối, chút xíu bột nêm gà và cái bột này cho nó ngon lắm rồi, không có cần muối thiệt chanh gì hết. Rồi nếu quý vị chưa ăn liền thì quý vị phải lấy những cái bánh dày mà đã ráo nước và đã cho vào lá chuối, quý vị phải wrap, food wrap lại, lấy ni lông bịt lại thật là kỹ, chứ không thôi là nó bị khô mặt, nó cứng cái bánh. Ráp lại thật là kỹ, khi nào mình ăn á, mình mới tháo ni lông ra, mình kẹt chả và mình ăn. Hoặc là ráp lại, quý vị để vào trong tủ lạnh, khi nào ăn mình bỏ vào microwave cho nó mềm, mình ăn với chả cũng chẳng sao nha. Làm nhiều nhiều chút xíu. Rồi, thôi bây giờ Xuân Hồng mời quý vị qua bên bếp nè. Xuân Hồng sẽ bắt bánh rồi luộc cho quý vị xem, và sau đó mình đem mình kẹt với chả lụa nha, chả lụa đi mua ở chợ cho nó tiện. Và cái bánh dày đó, nó phải là dẹp dẹp chứ không phải là nó tròn quay như là chè cho nước. Quý vị nặng dẹp dẹp như thế này đây, rồi mình ứng xuống cho nó hơi cái hình dẹp dẹp chút xíu mình luộc, chứ không phải nó tròn như là chả nước nha. Và kẹp với chả lụa ăn hoặc là chả chiên cũng được, ngon lắm. Cảm ơn quý vị nhiều, tôi Xuân Hồng đi luộc bánh đây, bánh dày quý vị. Bên này là cái nồi nước đang sôi, quý vị Xuân Hồng cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu ăn, để cho cái bánh dày của mình nó bóng bẩy lên nha, và nó không dính vào nhau. Rồi bây giờ Xuân Hồng bắt bánh nè, quý vị thấy bánh bột của mình nó dẻo, nó ngon như thế này rồi. Nếu quý vị cảm thấy thiếu nước, cho tí tí nước nữa thôi, khoảng 1 muỗng cà phê nữa nha. Tại vì mỗi loại bột người ta để lâu á, thì nó bị nở nhiều hơn thì nó khô. Nhưng mà Xuân Hồng thấy cái lượng bột này, cái lượng nước này là ok lắm rồi. Quý vị vo thành hình tròn, rồi sau đó thì sao ạ? Ứng cho dẹp chút xíu. Đó, ứng cho dẹp dẹp như thế này, rồi thả vào cái nồi nước đang sôi. Nhớ là nước phải đang sôi quý vị, chứ nước không sôi là không được. Rồi bạn lửa lên chút xíu, đó Xuân Hồng lại vo. Bánh dày thì làm đơn giản như vậy thôi quý vị. Cây bằng này phải có muối, phải có bột nêm để cho cái bánh dày mình nó ngon ngon chút xíu, và phải có dầu ăn để mà mình nhồi bột cho nó dẻo nha. Rồi cho bánh dày vào. Vừa rồi cái món bánh dày đậu của Xuân Hồng cũng nhiều người thích. Xuân Hồng nhận được rất là nhiều email, quý vị nói là chụp hình cho Xuân Hồng coi nữa, tức là làm bánh dày đậu thành công ngon quá. Rồi cảm ơn quý vị nhiều, quý vị thương mến Xô Lửa Hồng qua những cái món ăn ngon như thế này mà dễ làm nữa quý vị ha. Rồi Xuân Hồng tiếp tục đó, quý vị nhớ thấy không, nó dẹp dẹp chứ mà nó tròn vo như là chè cho nước nha, nó dẹp như thế này nè, cho vào luộc.
Khi mà cái việc bắt bánh xong á, khi mà bánh nổi lên, mình luộc bánh nổi lên vẫn chưa chín đâu nha. Khi mà bánh nổi lên mình vội vàng mình vớt ra liền là phía trong vẫn còn sống, phải luộc thêm chút xíu nữa. Mặc dù bánh đã nổi rồi nhưng mà chưa chín, quý vị luộc phải ít nhất là 10-15 phút nữa thì bánh mới chín. Rồi tiếp tục như vậy, quý vị cứ tiếp tục làm thôi. Nhớ vo kỹ kỹ để cho cái bánh mình phía mặt nó đừng có bị, nó láng mặt nó đẹp hơn. Đó, quý vị tiếp tục vo bánh nha, nặng bánh và luộc bánh. Khi bánh nổi lên để khoảng 10-15 phút nữa mới vớt bánh ra. Và Xuân Hồng để sẵn một cái rổ bên này rồi, cái rổ bằng tre bên này để vớt bánh ra để cho nó ráo nước thì bánh nó mới ráo, mặt nó mới nhão. Hoặc là cái rổ bằng nhựa cũng được. Khi bánh ráo rồi, nguội rồi, quý vị mới lấy dầu chét chút xíu lên cái những cái lá chuối mình cắt tròn tròn, đem bánh bỏ lên đó. Nếu mà ăn liền thì kẹp chả lụa và ăn liền. Còn nếu mà chưa ăn đến á, thì mình lấy phút ráp mình chùm lại, mình bó thật là kỹ lại rồi để cho nó đừng có khô mặt đó mà. Mình ngày hôm sau mình ăn cũng không sao. Và nếu mà để tủ lạnh thì hai mấy con quay cho nó mềm lại, chứ khi mình kẹp chả mình ăn. Chả thì quý vị có thể dùng chả lụa hoặc là chả quế hoặc là chả chiên cũng được. Xuân Hồng thích ăn với chả lụa nhất. Thôi bây giờ Xuân Hồng tiếp tục nặng bánh dày nè, chút xíu nữa mời quý vị kẹp chả và ăn nha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Quý vị thân mến, bánh dày của Xuân Hồng đã nổi lên khỏi mặt nước và Xuân Hồng luộc kỹ thêm 10-15 phút nữa bánh chín như này quý vị. Rồi, bây giờ Xuân Hồng sẽ vớt bánh dày ra cái rổ để cho nó ráo nước rồi mình mới kẹp chả vào được, đúng không? Thì trước khi mà vớt ra cái rổ thì Xuân Hồng lấy chút xíu dầu ăn. Xuân Hồng lấy cái rổ này chứ không thôi là nó dính. Bánh dày là nếp mà nó dính dữ lắm. Mình lấy chút xíu dầu ăn lên cái rổ nha. Nếu mà quý vị dùng cái rổ bằng nhựa cũng phải quét sơ sơ lên. Và cái dầu ăn này chút xíu nữa mình cũng cần để mà mình quét lên cái lá chuối trước khi mình kẹp bánh vào. Rồi, bây giờ Xuân Hồng mới bớt bánh ra này quý vị. Nhớ để cho ráo nước nha. Đó, mình để gần cái chồng lên nhau để cho nó rời rời ra. Bánh dày này mấy cụ miền Bắc thích ăn lắm. Nếu mà quý vị nào là người miền Bắc á, quý vị làm cho mẹ mình ăn hay là bà ngoại bà nội ăn, mấy bà cụ thích ăn bánh dày vô cùng. Ba Xuân Hồng cũng vậy, không biết sao á. Rồi bây giờ Xuân Hồng đem qua bên kia cho nó ráo nước chút xíu rồi Xuân Hồng kẹp chả và cho mời quý vị dùng thử nha. Rồi vậy chứ mà làm cũng nhanh, mà đó một bịch bột nếp làm cũng khá nhiều quý vị. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 cái, tức là 13 cái vừa vừa như thế này và một cái nhỏ xíu. Rồi thôi, cảm ơn quý vị nhiều. Xuân Hồng đi kẹp chả đây. Bây giờ Xuân Hồng mới để cái bánh dày đã ráo nước rồi, quý vị thấy nhìn nó bóng bẩy, nó trắng nõn nà như thế này. Rồi Xuân Hồng đã có chả lụa rồi, Xuân Hồng cắt ra. Và cái chả lụa để mà mình ăn với bánh dày, quý vị phải cắt dày một chút xíu nha, đừng có cắt mỏng quá, phải cắt dày cộm như thế này thì ăn bánh dày mới đúng. Và quý vị thấy truyền thuyết bánh dày là sao? Bánh dày tượng trưng cho trời và bánh chưng thì tượng trưng cho đất. Thì ông vua Hùng Vương thứ mấy Xuân Hồng quên rồi, nhưng mà có mấy người con trai, vua muốn nhường ngôi lại cho con trai của mình thì vua mới coi thì coi người con trai nào xứng đáng được hưởng cái ngôi vàng của mình, thừa kế mình. Thì vua mới nói là bây giờ các con tìm cho ta, làm cho ta một cái món ăn nào đó thật là ngon. Thì mỗi người con đem về dâng cho cha bao nhiêu là món ngon vật lạ, những cái món quý hiếm. Cha đều lắc đầu quậy quậy, đến khi người con út nằm mộng, có một người ông tiên ông báo mộng là hãy làm những cái gì mà mình có từ hạt gạo ra. Thì người con út mới làm bánh chưng và làm bánh dày dâng lên cho cha, thì cha chịu quá, cha đồng ý liền. Và từ đó là người con trai út này là kế ngôi vua. Thì đó là cái sự tích bánh chưng bánh dày. Thì bánh dày tròn như thế này tượng trưng cho trời, và bánh chưng xanh và vuông vắn tượng trưng cho đất. Giống như hồi nãy Xuân Hồng nói là mình cần những cái lá chuối mình cắt tròn tròn như thế này, nhưng mà quý vị phải quét chút xíu dầu lên đây chứ không thôi là bánh dày mình sẽ bị dính vào cái lá. Xuân Hồng đã bị rồi. Bước kế tiếp là quý vị sẽ lấy cái muỗng hay cái gì cũng được hết, quý vị lấy những miếng bánh dày ra thật là khéo léo, bỏ lên trên cái miếng lá chuối như thế này, rồi quý vị mới để trên này. Đó, để lên đây chút xíu nữa cái bánh mình nó ráo mặt. Rồi tiếp tục nha, quét chút xíu dầu lên, tại vì không có dầu bánh nó sẽ bị dính liền. Xuân Hồng đã làm rồi. Rồi bây giờ mình mới lấy cái bánh dày lên đây, bỏ lên trên cái lá chuối, mình xếp ra dĩa. Dễ thương quý vị ha. Thế là cái bánh dày này cũng vui đấy chứ, mặc dù dễ làm nhưng mà cũng vui. Rồi tiếp tục mình lấy nha, lấy bánh ra cho lên lá chuối, để thật là nhẹ nhàng lên cho đây. Tiếp tục. Mà Xuân Hồng, nếu mà quý vị nào mà có bên Bắc, người Bắc á, mình là người Bắc mà có mấy ông bà cụ lớn tuổi đó, quý vị làm bánh dày này mấy ông cụ thích lắm. Rồi mình để lên đây.
Để cho ngay ngắn chính giữa rồi, để ngay chính giữa. Rồi, bây giờ sao? Việc cái tiếp đó là mình sẽ cho cái miếng chả lụa lên. Xếp miếng chả lụa lên như đây. Phải miếng dày, chả lụa dày cộm như thế này nha. Chứ mỏng quá là không đúng để ăn bánh dày đâu. Quý vị có thể dùng chả chiên cũng được quý vị. Rồi, bước kế tiếp là quý vị sẽ xếp những cái bánh dày lên trên mặt. Như thế này. Đó. Mình lựa cái nào đẹp đẹp mình thưởng thức trước. Và cái bánh dày này quý vị đừng có ăn nóng nha, đừng có ăn nóng quá nó mềm, để nguội chút xíu thì cái dẻo của cái bánh dày mình nó chắc lại thì nó mới ngon. Mới luộc ra đừng có ăn liền, phải để cho thịt nguội mới ăn nha quý vị nha. Tại vì Xuân Hồng làm xô nóng thì Xuân Hồng vẫn phải làm cho quý vị xem thôi. Rồi, xong rồi. Coi như là bánh dày đã xong rồi, ăn nó kẹp chả như thế này. Và khi dùng á, quý vị tiếp tục lấy một cái lá nữa, quý vị để lên trên mặt. Để làm chi? Để mình cầm cho nó khỏi dính tay. Thứ nhất là đẹp, thứ hai khỏi dính tay. Và thứ ba, bây giờ Xuân Hồng để cái bánh dày còn nóng lên trên lá chuối như thế này thì lá chuối bị héo, nó bốc lên cái mùi thơm của lá nữa. Tuyệt vời lắm. Thôi giờ Xuân Hồng mời quý vị dùng thử cái bánh dày như chúng ta mình chế biến tại nhà như thế nào, không cần đi mua nha. Cảm ơn quý vị nhiều và chúc quý vị có một ngày thiệt là an lành, một tuần mới nhiều sức khỏe và nhiều may mắn tại công ăn việc làm của mình. Và Xuân Hồng cũng không quên cảm ơn quý vị ủng hộ nhà hàng Nha Trang, ủng hộ tiệm mỹ phẩm Sanderm, ủng hộ show làm đẹp của Xuân Hồng nữa. Cái chai dầu ở đầu chị đụng tóc hay lắm đó quý vị dùng thử nha. Và bộ kem dưỡng da, có gì thắc mắc cứ gọi cho Xuân Hồng liền. Cảm ơn quý vị, Xuân Hồng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong cái talk show lần sau nha. Chúng ta sẽ làm một món ăn mới nữa. Bye bye quý vị. Nhà hàng.